thần bảo hộ mặt trời vốn dĩ rất to, cự thần bảo hộ các hành tinh sao cũng không hề nhỏ. Nhưng nếu đem cả hai cự thần lại để hợp thể ra một phiên bản cự thần to hơn, thì liệu nó có bị tràn ra khỏi khung hình hay không? Nào cùng đến với Sugitoku của Tung Cổ, nơi trí tưởng tượng được đẩy lên cao nhất. Để ra mắt cho màn chào sân của tổ hợp cả hai đại lớn trong làng Gobo siêu nhân thì nó có hơi chèn ra ngoài một chút màn ảnh do sự tranh nhau giành vị trí tốt của cả hai hằng to bự. Cao trào được đẩy lên khi ta sẽ tiến hành phân tách và biến đổi cả cổ máy khổng lồ Planet Star Saver, vốn là lực lượng mang sức mạnh đến từ các hành tinh sao. Không quá bất ngờ khi RCV-5 sẽ biến thành một đôi tông lào đốc tờ nhằm nâng tầm chiều cao lên cấp độ mới cho bằng bạn bằng bè với các bàn hờ như G12 hay bàn hờ Samurai ở bên nhà anh hàng xóm Nhật Bản. Thay vì làm cho to hơn, cho bự hơn, thì Chen bây giờ đã chuyển hướng sang chân dài hước mốt mới thể hiện được sự uy nghiêm lầy lẫn. RCV-4 trở thành phần cánh tay bên hông để cân bằng sinh lý học. Đủ bộ combo 3 bước chọn vẹn nhịp độ chân tay đều nhau không mất cân đối như những người đàn anh đi trước. Nhắc đến đây là hãy tội cho đôi đốc tờ da cá sấu bên G12 và tội cho đôi tông lào da châu bên bàn hờ Samurai. Bản trường ca bất tận nay chỉ tóm gọn lại trong một đôi giày ba ta hởi hao chỉ độn nhẹ tầm 12 phân xương xương nhẹ nhàng xương khối. Và đôi tay còn tưởng chân hơn cả khối lực sĩ với biểu tượng 6 quả tạ nằm ở hai bên. Độ cồng kềnh vẫn chưa phải được gọi là phần dị nhất khi cả hợp thể to về chiều ngang, cao về phần chiều dọc, nhưng khi lực ngang lại siêu lép, siêu mỏng cánh như những gì đáng phải xảy ra trong một ngày dài năng động tự tin khoe cá tính. Nếu chỉ nhìn từ đằng trước hay nhìn từ phía đằng sau, người ta sẽ dễ dàng fall in love just one second, nhưng rồi sau đó lại hụt hẫng khi nhìn về phía bên hông. Đối với bàn hờ Samurai, người ta ngán ngẩm ngay phần thể tích. Bàn hờ G12, người ta lại ngán ngẩm ngay phần hữu động Uli. Thì ở đây, phiên bản này không thể được gọi là bàn hờ được. Có quá chăng như một tấm bia mộ để đặt mộ cuộc tình cho cả hai cái bàn hờ kia. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy, mình thấy mệt mỏi quá. Dù gì thì cũng phải sánh ngang với các cường quốc Nam Châu, sánh ngang sự đồ sộ của hai cái bàn hờ từ đất nước mặt trời mọc. Tung Cổ đã tung ra combo 3 cấp độ, bia mộ nói không chơi với trái đất mà chơi trên mây, trên núi, trên các tầng khí quyển, trên các tầng không gian với tên gọi Space Saver, cự thần bảo kê toàn thị trường bán lẻ khắp lục địa hệ tinh hà. Thank you.